Chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật, những vấn đề mà mình cần lưu ý trong thời điểm mà cây cam sành đang ra cơi đọt đồng loạt. Hiện tại vườn cam sành này là đang trong cái thời điểm là cây nó đang nhú đọt đồng loạt nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một số cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý để chăm sóc cho cây cam sành trong thời điểm này nhú đọt cho nó tốt. Hiện tại cái đọt này nó dài như vậy nè, là tức là sau khi mình bấm để lấy cây đọt á là 30 ngày rồi đó, thì cái cây đọt thì nó sẽ dài như hiện tại. Đó, các bạn có thể thấy ha. Cây đọt của nó là nói chung là rất là mập, cái lá thì nó cũng nở lớn nữa. Đây cái cọng rất là mập và cái lá nó cũng xanh này ha, cái lóng nó cũng rất là dài nè. Thì ở thời điểm cái cây đọt như vậy nè thì các bạn phải lưu ý cái vấn đề quan trọng, đó là sâu với bệnh. Cây này còn nhỏ nè, mà nhưng mà nó đang có tiết bông nè, cho nên nó vẫn nhú bông này ha. Cây vẫn xanh tốt, phát triển bình thường nha, nhưng mà nó có bông nha. Tức là thời điểm gần Tết á, thời điểm khoảng cuối mùa mưa á, khoảng đầu tháng 10 tới khoảng Tết á, thì là thời điểm cây nó nhú bông mạnh nhất. Hay còn gọi là bông thuận đó. Ở cái thời điểm này cái vấn đề sâu quan trọng là các bạn cần lưu ý, đó là con sâu dễ bùa. Con sâu dễ bùa nó sẽ tấn công vào lá này nè, nó sẽ làm cho cái lá mình mất khả năng quang hợp, và nếu nặng là cái lá của mình toàn bộ vườn nó sẽ bị rụng đó. Ở vấn đề này thì quan trọng là con sâu dễ bùa, chứ con gầy, gầy chổng cánh hay gầy xanh đó, thì nó sẽ tấn công lá, nó làm cái đọt của mình nó bị sừng lại. Ở cái vườn này thì đã quản lý tốt rồi cho nên không có. À, các bạn có thể thấy ha, những cây đọt của cây nó đều với nhau không nè. Đó, và nó đều ở trên vườn nè. Về sâu hại là sâu dễ bùa với gầy. Thì các bạn khi phun phân bón lá dạng phun thuốc dưỡng á, thì mình sẽ cộng vô định kỳ cứ 7 ngày một lần, để phun cho nó khi nào mà lá nó nở đều ra hết trơn á thì là lúc đó là mới là an toàn. Đây nè, đây là biểu hiện của cái lá mà bị sâu dễ bùa nè. Ở cái cây đọt trước nè, các bạn có thấy không? Cái lá nó bị ăn vậy đó. Đó, cái lá nó bị biến dạng ở phía trước luôn nè. Cho nên là nó mất khả năng quang hợp, cái lá nó nhỏ. Và về sau nè, cái lá này nó dễ rụng. Còn bệnh thì các bạn cần chú ý ở giai đoạn này, đó là bệnh ghẻ. Bệnh ghẻ mình phải cần phun phòng cứ định kỳ luôn, định kỳ cứ 7 ngày một lần. Đây nè, đây là những cái lá vừa mới phun phòng bệnh ghẻ xong nè, thì cũng là cái gốc thuốc quen thuộc, đó là thằng mancozeb với thằng metalaxy. Thì các bạn cần phun phủ toàn bộ từ dưới phần lá già này, phủ lên toàn bộ phần lá non này, phủ toàn bộ lá non luôn. Mình cứ phủ định kỳ cứ 7 ngày một lần. 7 ngày một lần. Nếu trời nắng tốt á, không có mưa á, thì các bạn có thể phun là khoảng 10 ngày một lần, để giúp cho cái cây đọt của mình nó khỏe nha. Thì cái vấn đề mà thuốc pha thì các bạn pha đúng liều lượng là được. Còn phun cứ 7 ngày một lần, hỏi nó có nóng đọt không thì không hết các bạn. Mình chọn những cái dạng gốc thuốc mát như thằng mancozeb với metalaxy. Đó là hai cái gốc thuốc mà nó mát, cho nên mình phun phủ toàn bộ được. Và cái thằng mancozeb xanh nó cũng có cái vai trò là nếu mình phun phủ ở trên lá như vậy nè, phun phủ trên lá vậy thì sâu gầy đôi khi nó sẽ, cái lá này dính thuốc nó tấn công cũng yếu nữa. Đó, và cái lượng thuốc phủ gì đó, nếu mà có mầm bệnh xuất hiện thì cái thuốc nó sẽ trị ngay liền. Nếu mà cái cây đọt cam sành mà mình để nó bị ghẻ thì về sau là nó rụng, nó ảnh hưởng tới sự phát triển của cây rất là nhiều nha các bạn. Nè, các bạn có thể thấy ha,
ở cây đọt trước này nè, thì mình cho tiến hành phun cũng là hàng manco dép, thì cái bộ lá nó bảo vệ đó, bạn bạn thấy không, không có bị rẽ hay sâu gì hết á. Giờ ở cái đọt tiếp theo này nè, mình cũng tiến hành phun như vậy, manco dép metalaxy, cứ định kỳ 7 hoặc 10 ngày một lần, thì mình cứ phun từ cái giai đoạn mà nó mới nhú đọt ra, nó mới nhú như vậy nè, nó mới nhú như vậy, thì mình cứ phun định kỳ, phun tới chừng nào mà khi nào mà lá nó chuyển lụa cứng luôn á thì mình mới ngưng. Đang trong thời điểm có tiết bông ha, các bạn có thể thấy ha, cây này là đang ra cây ba nhưng mà hiện tại là bông nó rất là nhiều nè, tức là mỗi loại cây nó sẽ có một tiết bông khác nhau. Nếu ngay cái tiết bông của nó dù là cây nhỏ thì nó vẫn là ra bông. À, các bạn có thể thấy ha, cây này nó phát triển xanh tốt nè, nó mới là cây ba thôi đó, nó không có bị vàng lá hay gì đó, nhưng mà nó vẫn ra bông bình thường. Về còn cái phần mà phân bón tưới gốc ở giai đoạn này, thì để cho cái lá nó bự và phát triển mạnh á, thì các bạn cần xài các dòng phân mà nó có thành phần đạm cao như là 3099 để giúp cho cái cây đọt nó phát triển mạnh. Ở thời điểm này á, thì các bạn cần phải bón đầy đủ phân nha, tại vì nếu mình không bón đầy đủ phân bón á, thì cái cây đọt của mình nó phát triển không mạnh á, nó sẽ ép đọt. Ví dụ như trên cái đọt này này ha, các bạn có thể thấy là nó bốn đọt ha. Nếu mà mình sử dụng phân bón mà không đầy đủ á, thì nó sẽ ép cây đọt, tức là khoảng 2 hoặc 3 cây đọt nó sẽ phát triển mạnh thôi. Còn một cái đọt này lại nè, nó sẽ nhỏ lại, nó nhỏ là dẫn đến cái tàn nhện của mình á, nó sẽ nhỏ. Về sau là mình làm bông á, thì cái nó sẽ khó tạo mầm. Đối với những cây đọt này ha, nói chung là cái này thì mình thường gọi là cái tàn nhện hay là nhánh chà đó. Đây là những cái nhánh mà về sau á, là khi mình làm bông á, nó sẽ ra bông và mang trái nó hiệu quả. Do vậy mình cần dưỡng cái nhánh chà nó phát triển tốt bằng cách là ở thời điểm mà ra đọt như vậy nè, thì mình sẽ bón phân đầy đủ. Đối với cây ba thì các bạn có thể xài từ 5 tới 7 kg phân là 3099 trên một lần tưới, mỗi lần là cách nhau từ 7 tới 10 ngày. Phân là NPK là chủ yếu. Ngoài ra thì các bạn có thể xài cộng thêm những loại phân khác như là hằng humic hoặc là những cái xô kích rễ để giúp cho cái cây đọt của mình nó phát triển mạnh lên. Đây, đây là một ví dụ cụ thể nè. Cũng như nãy mình ví dụ đây là cái nhánh già của cam đúng không? Tức là cái nhánh nằm phía dưới, nhánh nhỏ nè. Nè, các bạn có thể thấy ha, cái nhánh này nó mọc nè. Nè. Đúng ngay tiết bông của nó nè, nó ra bông nè. Đó. À, để mình quay cho cái này rõ cho các bạn thấy ha. Đúng ngay tiết bông của nó là nó ra bông rất là nhiều. Và cái cây này á, nó còn rất là nhỏ cho nên là mình phải lại bỏ. Không thể giữ, giữ là cái cây nó bị si luôn. Đây, đây là những nhánh chà nè. Đó, nhánh chà ở phía dưới nè. Thì nhánh phía dưới thì mình gọi là nhánh chà hoặc là tàn nhện. Còn các bạn thấy nè ha, những nhánh cao phía trên nè, nó chỉ ưu tiên đi đọt thôi ha, nó không ra bông ha, còn những nhánh phía dưới đây thì nó mới ra bông đó. Cho nên trong quá trình chăm sóc đó, thì các bạn cần lưu ý là mình phải dưỡng sao cho cái nhánh chà nó phát triển tốt, không bị sâu bệnh, không bị rễ. Sâu trên cam sành, hai cái loại mà quan trọng nhất ở thời điểm lá non này là con sâu dễ bùa với con gầy. Thuốc sâu với thuốc gầy là hai loại khác nhau nha các bạn, cho nên phun mà mình phải phối hai loại lại với nhau nó mới hiệu quả. Đó, còn bệnh là bệnh rễ, rễ thì do nấm với vi khuẩn, thì các bạn có thể phun hàng các dạng thuốc như là manco dép, metalaxy. Còn mưa nhiều quá các bạn sợ vi khuẩn thì mình xài thuốc gốc đồng, tại vì gốc đồng là cái thuốc mà nó trị được hai loại, vừa nấm vừa vi khuẩn. Còn nếu các bạn xài hàng manco dép không á, thì mình cộng thêm vi khuẩn là cái gốc mà casumin á, valida-micin, thì cái nó sẽ phòng được rễ hai loại nấm và vi khuẩn. Đây nè, tàn nhện nè, các bạn có thể thấy ha, tàn chà nè, tàn chà mập nè, thì khả năng ra bông của nó
cao nè, cái này gọi là bông chùm nè, à, cái mỏng bông nó mập luôn nè. Những bông này thì mình phải tiến hành lãi rồi, tại vì không thể để cây nó còn nhỏ ha. Đó, những tàn phía trên nè, những tàn mập nè thì nó đâu có ra bông đâu, nó ưu tiên cho phát triển đọt. À, còn cái vấn đề phân bón á, thì các bạn lưu ý á, là mình bón đúng loại phân, đúng thời điểm thì cây của mình nó sẽ phát triển tốt thôi. Mình không cần sử dụng các loại phân mà mắc tiền hay là những loại phân sau đó, mà chỉ cần mình sử dụng đúng thời điểm thôi. Ví dụ như ở cây đọt, giai đoạn phát triển cây đọt thì cây nó cần đạm nhiều để nó ra cây đọt, để nó ra lớn lá. Mà để cái lá này nó lớn xong á, mà nó dày cứng á, thì nó cần thằng lân. Thằng lân khi mà lá nó già rồi á, thì nó cần thằng kali nhiều đó. Cho nên các bạn cần lưu ý thì mình phối đúng loại phân là được. Ra cây đọt cần đạm để lá xanh dày cứng, cần lân. Khi mà lá xanh dày cứng rồi thì cây nó cần phân kali để phát triển. Sâu bệnh á, thì mình phun định kỳ, mình cứ đi thăm vườn thấy phát hiện sâu bệnh thì mình phun. Còn cái liều thuốc á, phun sâu bệnh á, thì mình pha đúng cái liều thôi, không có pha quá liều. Quá liều thì cây nó sẽ bị, nói chung là lẫm thuốc á, nó sẽ cháy lá thôi. À, còn à, cái vấn đề phân bón gốc, phân gốc để hiệu quả thì các bạn cần nên pha nước tưới xung quanh vùng rễ nè. Sau khi tưới thì mình sẽ tưới xả lại định kỳ hàng ngày khoảng 3 hoặc 4 lần á, tức là 3 4 ngày liên tiếp xả sau khi tưới phân á, thì cái phân nó cũng tan hoàn toàn rồi. Thì các bạn có thể canh theo nắng mưa đó, nếu clip khô thì mình sẽ tiến hành tưới thôi. À, mà còn thời điểm này thì các bạn nhầm khi cũng thắc mắc là mình có nên tưới rửa rễ để bảo vệ bộ rễ nó không á. Thì theo mình á, thì ở thời điểm mà nó ra đọt non như vậy nè thì các bạn không nên tưới. Nếu mình tưới á, là ở cái giai đoạn mà lá nó đã lụa già đó, chuẩn bị lấy cái đọt mới á, thì là giai đoạn đó mình tưới thì nó phù hợp hơn. Còn ở giai đoạn này thì mình không nên tưới thuốc bệnh. Đối với cái kỹ thuật của mình là vậy, thì các bạn cần lưu ý. Vườn ra cái đọt cũng là rất là đều nha các bạn. À, còn phân bón, đúng rồi, một vấn đề cần lưu ý về phân bón á, là khi các bạn xài cái phân hóa học NPK á, các bạn đừng nên quá lạm dụng. Thí dụ ở cái mình không biết xài bao nhiêu là hợp lý á, thì ở cái cử đầu tiên thì các bạn cứ nhắm chừng vậy đi, hơi 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 đó. Nếu mình tưới mình thấy cái lá của cây nó hút á, vì là nó phát triển được ổn định á, thì mình sẽ canh vô cái liều đó, mình sẽ tăng dần 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 lên. Chứ các bạn đừng có nên mà xài cái lần đầu á, hoặc mình thấy cái cây của mình nó ra tược nhiều quá á, mà mình xài cái phân hóa học quá nhiều á, không kiểm soát á, thì lúc đó nó sẽ thối cái đầu rễ á, cái chớp rễ, thì lúc đó mình phục hồi nó sẽ lâu hơn nữa. Nói chung cái lưu ý là thiếu phân không sao, nếu cái cử này mình tưới thiếu phân á, thì cử sau thì mình sẽ tăng lên, chứ đừng có để dư phân khó gỡ lại lắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.